Tết Trung Thu 2021, chạnh lòng nghĩ tới những đứa trẻ vắng cha mẹ vì Covid-19. Tết Trung Thu trong ký ức của mỗi đứa trẻ thế hệ 8X, 9X chúng tôi là được quây quần bên gia đình, là dịp hiếm hoi được nếm vị bánh Trung Thu đủ vị. Nào đậu xanh, đậu đỏ, thập cẩm, hạt sen là được phá cỗ trong trăng rằm, trong tiếng cười vui của cha mẹ ông bà. Trước Tết Trung Thu vài ngày, lũ trẻ cùng khu phố hò hét nhau chuẩn bị nguyên liệu để làm đèn lồng, có cái bằng giấy, bằng tre, có cái lại bằng chiếc hộp đựng xà phòng. Lũ trẻ tỉ mẩn nhặt từng hạt bưởi rồi đem phơi khô, xâu thành xiên rồi đốt. Tiếng nổ lách tách và mùi hạt bưởi ngai ngái đi vào tuổi thơ, chẳng khác gì tiếng pháo hoa trong đêm giao thừa. Thời điểm hiện tại, trẻ con ít khi có niềm vui được tận hưởng những chiếc đèn lồng từ những vật liệu thiếu thốn. Chúng được cha mẹ mua sẵn những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, cả những chiếc đèn điện tử vừa phát sáng đủ màu lại có nhạc. Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều địa phương trong cả nước, nhiều nơi phải giãn cách xã hội, nhiều công nhân mất việc làm, gia đình gặp khó khăn, thậm chí thiếu ăn thiếu mặc. Các cửa hàng bánh vẫn có người đến mua nhưng không còn sự tấp nập như những năm trước. Những con phố bán đồ Trung Thu cũng không còn đông đúc như mọi khi. Khi cả xã hội đang gồng mình chống dịch, Tết Trung Thu này sẽ không còn rộn ràng được như những năm trước. Tết Trung Thu năm nay, những đứa trẻ sẽ không được quây quần phá cỗ trông trăng bởi quy định giãn cách xã hội. Tết Trung Thu năm nay sẽ có nhiều đứa trẻ không được sum vầy bên gia đình khi bố mẹ đang ở trong khu cách ly, đang ở bệnh viện hay đi làm xa không thể về nhà do giãn cách. Và Tết Trung Thu năm nay sẽ có những đứa trẻ không được ăn bánh nướng, bánh dẻo, không được phá cỗ vì cha mẹ các em thậm chí còn khó lo nổi bữa cơm hàng ngày. Chiếc đèn ông sao có khi cũng trở thành món đồ xa xỉ. Đau xót hơn thế nữa, Tết Trung Thu này có hàng nghìn trẻ em đã không còn cha mẹ do Covid-19. Thậm chí có em đang ở lằn ranh sự sống và cái chết trong các khu điều trị. Có những người cha, người mẹ đang là những y bác sĩ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, không thể ở bên các con. Và hẳn ai cũng chạnh lòng khi nghĩ về sự đoàn viên, nghĩ về những đứa trẻ không có được một Trung Thu đúng nghĩa. Giữa những bộn bề mưu sinh, những lo toan bất an, những chia ly, sinh tử, người lớn còn có thể bẵng quên đi Trung Thu. Dịch Covid-19 đã cướp đi không chỉ của trẻ em mà còn của cha mẹ các em một ngày hạnh phúc trọn vẹn.